hôm nay chúng ta sẽ ăn tất cả những loại quả này nhé. Ai thích ăn quả nào nhớ comment phía dưới cho mình nhé. Mọi người nhìn quất quả rất là to luôn mọi người. Ui, đã chưa. Đây là quả ổ găng nha mọi người. Mọi người nhìn đây là quả gì đúng mọi người biết đấy. Quả cà chua đây mọi người. Bự không, lâu lắm rồi mình mới thấy có một quả cà chua to như này, bằng đúng cái mặt mình luôn. Ăn đã lắm á. Đây đúng cái cà chua mà giống như kiểu ngày xưa ở quê ấy, nhà chồng cho được ăn ấy. Ngon lắm mọi người. Đây là cà chua organic nhá. Ngon lắm mọi người. Quả xoài thái.